Qua mẹ để ai chơi. Bà Lê Lệ Hải là trung tâm là gần bên Thuận Bắc là gần Ninh Thuận. Là bà Lê mua tốc độ đô thị hóa ra tổ kẹo lưu cây gia, mua dịch mạnh cơ cấu, lao động, mua nông nghiệp, tổ phi nông nghiệp. Ni là vợ ngạ, áp lực gà bà Lê, mua gia lạ vợ giải quyết vợ ngạ, gà mà nơi lao động phi nông nghiệp là brok. Bài toán ni là bà Lê Lệ Hải ngạ khắc vô công tác đào tạo nghề, thu hút, khuyến khích dẫn doanh nghiệp đầu tư mày tà bà Lê. Dì vợ ngạ nì là xa bà Lê Lệ Hải, mù tạo lưu vợ ngạ gà ra tốt lao động tà bà Lê. Mù nì là nâng prong đời sống lao động nông thôn, khả si mù góp phần gà bà Lê Lệ Hải, dốc là loại đô thị lưu ma, ta mà thụ tòa rù bò xò ra tốt đạp lưu ma. Thay vì ngạ lò, thịt lo công, thì rời cực lực ngạ xào rời, thì ni si sa vô máy sới ta nạ ni máy sóc hàng chỉ ngã xa tiếng đồng hồ xa xào ta nạ si cờ giới độ chị xa công đoạn ngã nha chỉ mua toa công lao động ai phạm trọng huy độ ta thôn ấn đạt và lời lợi hải là gần bên Thuận Bắc vẫn tổ ngã xa phải lo máu ta nạ và đè mua coi dò hòa màu cả si rọt thêm năm anh nạ là mồ lầu ni công lao động mua khoảng 30% chi phí ngạ nhà cơ giới hóa thì công lao động trụ hơn sao ạ. Bữa nay nếu mà công lao động đến nay là nó thay đổi nó phải dư ra trên một sào tầm phải 3 công đến 4 công lao động. Nhờ cái máy móc này nó hỗ dư xa sào tầm phải lo 3 công lao động thì máy móc tập cả đề ngạ bị ngạ ra gà buộc khen lao động mù chỉ phải khâu dụp là tiểu cả si ngạ lưu mà nuôi. Lâu ni là máy móc thì rơi buộc tốn lưu công ngạ ổ. Nhà lợi nhuận rơi cũng trụ. Lao động nông nghiệp, độ rù bê, buộc phải loạt toàn lĩnh vực phi nông nghiệp. Cả xì chợ máy móc, xưởng ngạ chính là kênh giải quyết lưu ra hiệu quả. Và rõ Nitama hoạt động hơn xa thụ. Nhà công ty cổ phần thời trang, đi xa gô, cả xì mua, bà Lê Lợi Hải, mua giải quyết lưu ra ngạ, tòa ra tốt lao động ta bà Lê, xì thu nhập mua, lô ma toàn tiền dục triệu đồng sạp lạ. Có nhà máy thì cũng tốt để cho công nhân ở đây nó lên làm. Lâu nì, lao động ta bà Lê ngạ nông dựa xì mùa vụ. À vì mùa vụ thì buộc rạ ngạ ta ổ, đồ vào bộ ịa rong à nà, cả xì buộc mô thu nhập ổ. Ni bở xa, ta nì tổ là kích lao động nông thôn, như ni rê ngạ thường xuyên thu nhập ổn định. Công việc thu nhập ổn định, phúc lợi xã hội tổ đảm bảo, lại là khen pờ ni là lưu yếu tố thúc đẩy lao động ba lê gắn bó xì doanh nghiệp góp phần mua loạt cơ cấu lao động dẫn xì hướng ca xì nâng prong đời sống mà nuôi. Nếu mà vào thành phố thì chi phí nó nhiều hơn, ý là thuê phòng trọ với lại nếu ta mà thành phố thì rề ngạ chi phí ni lưu hơn lập và rẻ thuê phòng ya và rẻ điện chi phí sinh hoạt ca prong hơn trình lương tổ rupê tu kỳ xì ni là ca nhà quen thì rời khen dễ bở, ni là nhà máy rời khen a kem lưu kaya dễ bở. Ta mà ngạ bạ, mà nuôi lao động ngạ lưu kaya lợi ích kép. Mà nuôi lao động, bố phải nạ ta ổ. A kem lưu và rẹ, đồng nghĩa si vô tăng thu nhập, các si doanh nghiệp tiếp cận mua nguồn lao động rupê lưu. Thuận lợi bở brok kaya ngạ, thì đời xa thụ ta mà hoạt động công ty cổ phần thời trang đi xa gô. Tổ gấp rút tuyển dụng lưu đoàn tốt lưu mạp lúc lao động bất prong ngạ. Ở địa phương thì cái nguồn lao động cũng dồi dào, đặc biệt là công ty nó gần với thôn. Ta bà Lê mua nguồn lao động lưu, ta chợ bà Lê mua nguồn lao động lưu mua tuyển, ta bà Lê kết hợp xì ngạ công ty mua thông tin tuyển lao động, cả xì bà rẹ vận chuyển nguyên liệu ta mà bở máy. Mù là sản phẩm thì là ghê các gì đặc biệt và rẻ thuê mặt bằng tà xưởng mua tủ kỵ tà dựa bà Lê tờ. Bà Lê Lợi Hải độ ta khu vực vỗ phát triển công nghiệp là ghê tà phía bắc gara là cảnh đình tuộng xin lưu doanh nghiệp tổ hoạt động ni là lợi thế brok tà bà Lê Lợi Hải giải quyết rạ ngạ lao động nông thôn và rõ ni bà Lê cũng mua khoảng thì chú rù vào anh nào mà nuôi, gia lạ độ tuổi lao động, số lao động, mù ngạ thường xuyên khoảng, nằm rù vào lo ra tu là bạ plus anh nào mà nuôi. Gia lạ hè khoảng tòa rù vào lao động,
Tổ ngã bạc, các gì lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ lo plus 3%. Tổ chức là tuyên truyền, mở các cái lớp tư vấn về cái đào tạo nghề, kể cả các xuất khẩu lao động. Tổ chức ba tổ vừa chợ lớp tư vấn đào tạo nghề các gì xuất khẩu lao động ngạ lưu nhận thức Manui Aweama, đặc biệt là Aweama dân tộc tu kỵ Manui ngạ quen si tư duy công nghiệp Tama vạn ngạ tà vợ máy. Và Roni, khu công nghiệp Chu Long, độ Tama hoạt động thu hút chợ doanh nghiệp, các si hoạt động mô tạo lưu vạn ngạ, ca lao động bà lê. Từ thì hạ chợ doanh nghiệp bên Phước Prong Tà Bà Lê giải quyết ra tu vạn ngạ, ca thu nhập ổn định. Sì chợ kênh giải quyết vạn ngạ phát triển ổn định Yoni, thì dự kiến tăng thụ toàn bộ so ra tu tòa Plus Loma. Bà Lê Lệ Hải sẽ đặt mua Loma Plus Loma phần trăm lao động phi nông nghiệp, các si mua vạn ngạ công nhận đô thị loại Loma. Tama doanh nghiệp, vạn ngạ, si mà nuôi lao động, ngạ cơ hội, môi trường vạn ngạ, thu nhập là ghê cả chợ mà nuôi ngạ nông nghiệp, nông thôn và rồng, đảm bảo chợ doanh nghiệp nông nghiệp, mù công nghiệp, phát triển là ghê si gợ, như định hướng ta và lời lợi hải, ngạ thay đổi diện mạo nông thôn, các si là ghê hơn vợ, giải quyết lưu bài toán, ly thông, bu cỡ ly hương ổn.